Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài khá là dễ nghe, một bài thánh vịnh nha. Đó chính là Chúa đã nhậm lời con, một bài của Tường Ân. Bài này viết ở trên giọng son thứ, thì gồm có hai dấu dáng là si dáng và mi dáng ha. Đây là âm dài của son thứ này. Đó. Cụm thứ 1-4-5 bậc 1 là son thứ, bậc 4 là đô thứ và bậc 5 là rê thứ. Giọng song song của son thứ là si giáng trưởng. Bậc 4 của nó sẽ là mi giáng trưởng và bậc 5 là pha trưởng. Ngoài ra thì có hợp âm bậc 2 là âm la giảm. Yeah. La thứ chữ 5 ha. Đây là 7 hợp âm cơ bản. Ngoài ra các bạn follow kênh của tôi thì đều biết tôi sẽ luôn có những hợp âm màu sắc nâng cao lên cho các bạn thêm ha. Và bài này thì được viết ở trên nhịp 3-4 là nhịp nó có hai loại, đó chính là van và Boston. Thì bài này thì hát ở Boston chậm. Đó, bầm, chát, chát, bầm. Thì các bạn có thể đánh Boston là bầm, chát, chát, bầm, chát. À, đấy cũng là một cái đệm. Hoặc là các bạn giải nốt ta, na, ra, ti, ro, ra, ti. Rất nhiều cách để mà cho những cái điệu Boston như này, hoặc là theo lối cổ điển mà thành ca hơn thì sẽ là ta ti ti do ra ti ta ri do ra ti ta ri. Rất nhiều kiểu đệm khác nhau ha. Hoặc các bạn có thể đệm nhạc nhẹ xíu ta ti. Thì cũng có một chút về nhạc nhẹ nữa thì cũng dễ nghe hơn, và đặc biệt có thể dễ nghe hơn cho cả bất cả những người mà khó tính nhất ha. Thì cũng có thể dễ nghe hơn, bởi vì thực ra là bản chất con người ta luôn nghe những thích nghe những cái gì nó dễ nghe hơn ha. Căng thẳng nghịch quá thì cũng hơi khó nghe. Rồi, đó chính là về Boston nhịp 3-4, thì tùy các bạn lựa chọn và cũng tùy vào cái ngón của các bạn nữa ha. Thì đầu tiên giai điệu là re si la son fa mi hai do la son fa do re hai son mi do si si son do re mi son la si la fa re son. Đó, đó chính là giai điệu của đoạn điệp khúc. Đoạn đầu tiên này, ở đây tôi sử dụng hợp âm, đó chính là hợp âm son. Tôi sử dụng hợp âm là son thứ 79 ha. Giai điệu trên này ta ti thì xếp như này ta ti. Yeah. Giai điệu nằm trên ta ti ti do ta đi. Ở đây tôi sử dụng hợp âm dẫn. Tôi sử dụng hợp âm là son, son trưởng và son bass si để dẫn về hợp âm đô. Đô ở đây tôi sử dụng hợp âm là đô sus 2 này. Thì giai điệu nó mi, tôi sử dụng hợp âm đô sus 2. Bạn nhìn na ti ti do ta ti ta ri. Ở đây tôi sử dụng cũng tiếp tục là pha sus 2 này. Giai điệu đó là nốt la, cho nên là tôi sử dụng hợp âm là pha sus 2 ta ti này. Ti này tôi sử dụng là sòn đô pha ti ti do ta ti. Bởi vì nốt giai điệu nó nốt la rồi, thế là hòa âm tôi tránh bấm ở những cái nốt như vậy. Na ti ti do ra đi ta ro ra, các bạn thấy không? Ti do ra đi. Tiếp tục pha sus 2. Tiếp tục pha sus 2, tôi dẫn về pha sus 2 mà bát la để về hợp âm si dáng tam giác 79 ta ti
Si dáng ta dấp 79 nghe là khá là sang trọng. Tôi lặp lại ha. Na ti son thứ 79 này dẫn về son bát si này. Ti do ta ti đó pha đô rớt 2. Ta ti đó pha rớt 2. Ti do ta si tam giác 79. Da da. Ở đây tôi sử dụng hợp âm là rê trưởng mà bát la để dẫn về da ti son S9. Các bạn nào ti ta ra ti ta ti. Ở đoạn này tôi muốn tạo sự căng hơn một xíu thì tôi sử dụng hợp âm la thứ 7 này. La thứ 7 trừ 5 các bạn còn nhớ bậc 2 không? La giảm à? La thứ 7 trừ 5 nhưng mà lại là bát son kìa. Ta ti ta ti ta ra ti. Đó, căng một xíu. Tiếp tục. Na ra đi. Đoạn này tôi muốn giải quyết nó về đô thứ 7 này. Nốt si là bậc 7 của đô thứ 7. Chính xác là đô thứ 79. Bạn nghe thấy nó đẹp không ạ? Yeah. Và như vậy thì các bạn vẫn giữ được nốt bè ở dưới. Nghe là khá là thú vị. Đó đoạn này nhé. Na ti ta ra 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 ti. Na ri ro ta ti ro ra. Yeah. Ok, và bây giờ tôi sẽ làm lại từ đầu đến cái hết cái đoạn điệp khúc cho các bạn. Và các bạn có thể giải cao lên rất là thú vị này. Na ti ti ro ta ti đó các bạn thấy không? Ta ti cao đánh cao lên xíu cho nó long lanh, cho nó trong trẻo đẹp. Còn các bạn muốn đánh ở dưới thì cũng được. Có rất nhiều cách để đệm ha, về hòa âm thì như nhau thôi. Còn đệm thì nó còn tùy thuộc vào kỹ thuật ngón của từng người và cái phong cách của từng người nữa ha. Tôi chỉ gợi ý cho các bạn thôi. Còn các bạn có thể tự chọn những cái cách đệm cho riêng mình. Tiếp tục vào câu 1 này. Này. Ta ta ti ra ra. Ta ti ta ti. Đoạn này tôi sẽ vào này. Tôi sẽ không vào son nữa. Bởi vì son đã về đoạn cuối này. Đã là về son rồi. Thì tiếp này. Đó, tôi vào hợp âm là đô S9 này. Tôi vào hợp âm là pha S9. Tôi về căng lên mi giáng. Chính xác là sử dụng công thức là 4-5-1 của si giáng trưởng. Ti ta ti về si giáng S9. Đó, ti ta ti đô. Rồi tôi vào đô thang thứ nhạc này. Ti ta ti đô. Đó, ta đô ta ta ti. Đó là re đô si re đô si đô si re son fa son la la re si la son. Làm lại nhé. Ta đi da ti, tôi phải đô S9 này. Da đi da ti về pha S9. Ta đi da ti về mi giáng. Ta đi về pha S9 về si giáng tam giác 79 này. Rất là hay đúng không? Ta ti đô. Tiếp tục là son bát si dẫn về đô ti đô. Còn không thì các bạn ở đây có một sử dụng một hợp âm khá là thú vị. Để các bạn nhìn này. Đi là đây nhá. Do si la ti la đó ti ta ti do đó ti la ti la ti đó này đổ đây này thì cái nốt là ti si la son fa re re ở đây nó một phách rưỡi các bạn thấy không? À, một phách rưỡi cho nên hoàn toàn ở đoạn này các bạn dẫn về dẫn nó về dẫn dẫn nó về son này ta
đó. Ta này, re, ta ti ta ti. Đó, thấy thú vị không ạ? Si dáng tam giác này, bảy này, về son thứ bảy này. Đó, về dẫn về son thứ bảy này. Xong rồi ta ti ta ti về đô bát mi. Ti ra đi ra. Đó. Thì về pha xong rồi về si dáng này. Ta ri ra ri. Ở đây tôi sẽ sử dụng hợp âm là đô thứ 6. Đó, ti ra ti ra ri. Đây gọi là công thức 4-5-1 của son. Son thứ. Đó. La là bậc 6. Ti ta ti ra ro. Đó, thì rất là thú vị ha. Các bạn nào là học viên của tôi thì đều biết là hợp âm 6 là như thế nào ha. Rồi tại sao lại trong son thứ mà lại có hợp âm son bát si, son trưởng, hay là tại xin đô trưởng bát bát mi dẫn về những hợp âm màu sắc, hay là sớt 2 7 9 11 13 ha. Nó đều có trong cái bộ giáo trình học điểm hát của tôi. Các bạn đã quan tâm thì có thể vào website haipino.com, hoặc các bạn có thể email cho tôi để email số điện thoại trên phần mô tả để cho các bạn muốn quan tâm đến những khóa học mà giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm cả về những tài chính ha, và cả cách học nữa, bởi vì nhiều bạn không đến các trung tâm âm nhạc học được, thì đây cũng là một trong những cái cách học rất là tiện lợi, vì mỗi một bài của tôi là đều có file giáo trình, là file PDF cộng với clip hướng dẫn đi kèm. Và các bạn bận ban ngày thì có thể đêm học bận thì có thể là đeo tai phone vào, hoặc là ban ngày trưa sáng lúc nào bạn rảnh học. Và đây là khóa học trọn đời cho nên các bạn học lúc nào cũng được ha. Và cái cách học là sau mỗi bài các bạn có câu hỏi tôi sẽ sửa cho các bạn ha. Và sau 5 bài các bạn quay clip lại, tôi sẽ sửa giáo trình, sửa bài, sửa ngót cho các bạn. Đây cũng là cách học của rất nhiều trường âm nhạc trên thế giới đã áp dụng, tức là người học viên và người hướng dẫn được tương tác với nhau. Nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được rất nhiều thứ, tiết kiệm được cả về thời gian, và các bạn vẫn có thể thực hiện đam mê âm nhạc của mình. Nhiều người phải bận đi làm, gia đình, con cái, rất đam mê về âm nhạc nhưng không biết phải học từ đâu, hoặc đã học rồi mà học không thể tiến bộ, đã mua rất nhiều giáo trình mà học rất nhiều nơi đó. Đó, và cũng chưa biết có một giáo trình lộ trình nào để giúp mình học ha. Thì bộ giáo trình này đã hệ thống lại từ cơ bản đến chuyên sâu, gồm 5 tập solo và đệm hát luôn cho tất cả các bạn đó ha. Nên các bạn có câu hỏi thì cứ thể vào website haipiano.com hoặc email cho tôi ha, tôi sẽ luôn đồng hành với tất cả các bạn. Và bây giờ tôi sẽ chơi từ đầu bài hết bài một lần, và tôi cũng sẽ có một câu intro. Bởi vì thời gian nó có hạn ha. Khoảng chừng khoảng 15 phút tôi đã hướng dẫn cho bạn từ cơ bản đến nâng cao bài Chúa đã nhậm lời con. Trên kênh của tôi thì có rất nhiều bài hướng dẫn về thánh ca, các bạn có thể xem ha. Sẽ giúp cho các bạn được rất nhiều về mặt hòa âm này, rồi các cái cách lựa chọn đặt hòa âm cho giai điệu này. Đó, và có rất nhiều những thứ khác nữa. Sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc đẹp hát ha. Và các bạn có bất cứ câu hỏi gì hãy comment cho tôi ha. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.